giải mã tri kỷ, nơi tình bạn, tình yêu, tình tri kỷ được thử thách. Liệu họ đã thực sự hiểu hết những tính cách của nhau? Kiểu nhìn cứ là màu sao á, nên là em không có chơi. Nghệ sĩ chắc người ta không có thật lòng đâu. Trái dấu nó sẽ hút nhau. Đàn ông mà. Thôi nếu như mà anh sống không có trách nhiệm như vậy thì thôi mình chia tay đi. Kể từ khi mà rời xa vòng tay chú thì con thực sự là gặp rất là nhiều biến cố. Chồng không bao giờ quên được vợ chồng mình phải tự lái xe đi hát hàng đêm. Chồng nhìn vợ trong giấc ngủ gật, chồng cảm thấy mình rất là có lỗi. Dù cho sóng gió ngoài kia như thế nào, nhưng mà khi ở bên anh thì mẹ con em cảm thấy rất là tự tin, ấm áp và hạnh phúc. Anh yêu vợ anh lắm. Mời quý vị khán giả đón xem giải mã tri kỷ được phát sóng vào lúc 19h15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.